giặt máy mà như giặt tay, chỉ cần một chạm AI xử liền. Bẩn bao nhiêu, máy biết liền, đổ thêm nước giặt chẳng phiền đến ta. Ở đây có anh em nào cứ mỗi lần giặt là lại phải đau đầu với cái chuyện đổ nước giặt không? Mà cái việc đổ nước giặt nhá, nó cũng mang lại rất nhiều cái hệ lụy khác nhau. Ví dụ như là không đổ nước giặt thì bị vợ mắng, đổ quá nhiều thì cũng bị mắng này, mà đổ quá ít thì quần áo bẩn, rồi cuối cùng cũng bị cho ăn chửi. Có ai không ạ? Đúng là chuyện không của riêng ai. Thế thì bây giờ tôi sẽ đưa anh em tới một tương lai nó tươi sáng hơn nhé. Đây, tôi là Hải Triều và đây là series AI và chuyện không của riêng ai. Vậy thì ai ở đây là ai? Ai ở đây là ai và ai cũng là ai mà ai thì cũng là ai? Thực ra ai ở đây chính là AI, trí tuệ nhân tạo. Và bên cạnh tôi đây cũng là một chiếc máy giặt được tích hợp trí tuệ nhân tạo có tên là Samsung Bespoke AI. Chiếc máy giặt tiên phong trên thị trường, tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn. Đấy. Và nó sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề mà mình vừa mới nêu ở trên. Vậy nên hôm nay tôi có mặt ở đây để thay trời hành đạo. À nhập, thực hành công lý, à, thực hành thí nghiệm để xem AI liệu có thông minh như lời đồn hay không. Ở đây tôi lại có thêm một chiếc máy giặt Bespoke AI nữa. Một bên đây sẽ là đồ rất bẩn, còn chiếc này tôi sẽ cho đồ ít bẩn, bẩn ít thôi, bẩn xương xương thôi. Ok, đầu tiên thì tôi sẽ đổ đầy hai ngăn giặt xả của cả hai máy. Theo thông tin của hãng ấy thì đổ một lần dùng tháng. Úi rồi, được ấy nhỉ, nhìn có vẻ nhiều đấy. Đổ này hào phóng thế làm gì. Hai giỏ quần áo bẩn, áo đá bóng của tôi mang từ ngoài Hà Nội. Úi dồi, cái gì đây? Áo thun này, tương cà, tương ớt này. Úi dồi ôi, sơ mi này dính nhiều vết bút chì màu thế nhỉ. Đấy, yên tâm chưa? Ở đây thì có, đây, áo khoác vừa mới cởi ra xong. Nói chung là bên này thì gọi là đồ bẩn ít, bẩn gọi là xương xương thôi. Còn bên này là đồ bẩn nhiều mà hơi ít. Đợi tí, anh em đợi tí. Ôi, đuổi, cởi áo này, cởi áo để con quay video. Cứ phải để nhắc. Rồi, đủ rồi. Ở góc phải là đồ bẩn nhiều, 5kg. Còn góc trái là đồ bẩn ít, cũng 5kg. Cho đồ vào máy. Chọn chế độ giặt thông minh AI Wash. Bấm một nút, thế là xong. Cả hai bên máy đều đang hiện, đang tối ưu theo tải đồ. Đây, đoạn này là AI đang cân xem là đồ nặng bao nhiêu đây này. Trong quá trình giặt thì cái cảm biến nhận diện độ bẩn nó sẽ hoạt động liên tục. Trong khi giặt thì chất bẩn trong áo quần sẽ hòa tan ra nước, thì cảm biến ánh sáng này sẽ soi qua nước để nhận biết mức độ bẩn nhiều hay là bẩn ít của quần áo. Bẩn nhiều thì sẽ tự động đổ thêm nước giặt và tăng thời gian giặt cho đến khi sạch. Còn bẩn ít thì sẽ giặt nhanh hơn, đỡ phí nước giặt cũng như điện nước. Mà đấy là hãng nói, còn tôi thì tôi không tin. Nhưng mà trợ lý của tôi đâu nhá. À, đây, úi dồi ôi, Samsung Smarthing giúp điều khiển máy giặt từ xa. Trên tay tôi đang là hai chiếc điện thoại và hai chiếc máy này đều đã kết nối với mỗi máy giặt ở đây. Từ từ, có cái thông báo gì đấy? Quần áo của bạn bẩn quá nhiều. Ờ, máy sẽ tự động tăng nước giặt và tăng thời gian giặt. Máy này lại có thông báo này. Quần áo của bạn bẩn ít, thời gian giặt sẽ được điều chỉnh hợp lý. Chu trình sẽ hoàn tất sau 30 phút. Đây, để tôi cho anh em xem luôn. Trợ lý Smarthing của tôi nói cái gì đây này? A few moments later. Thời khắc đã đến. Máy đã giặt xong. Đầu tiên là bên bẩn ít. Ai ra. Được đấy nhỉ. Bẩn ít sạch nó là điều đương nhiên rồi. Quan trọng là cái đồ thể thao, đồ đá bóng này. Không sạch được đâu. Đồ tôi mặc tôi biết. Có khi ngâm xong giặt mà còn không sạch. Thì máy này làm sao mà giặt sạch được. Trời ơi. Ui. Cái áo này ban nãy là có phải là tương cà tương ớt không nhỉ? Đi đâu hết rồi nhỉ? Vết son trên áo trắng đâu? Có sạch không ạ? Không sạch được đâu. Đồ tôi mặc tôi biết. Úi giời, không tì vết thế này. Đây, áo tôi đây. S-Channel Football Club. Đấy, mùi hương nó phải như này. Nhẹ nhàng, không bị nồng. Này, nhiều khi giặt xong mà mùi thơm nó sộc lên, chưa chắc đã tốt. Không có xà phòng, chưa dễ xà phòng. Để xem là hai cái máy này tiêu hao bao nhiêu nước giặt và bao nhiêu nước xả, đúng không ạ? Như quý vị có thể thấy, máy có đồ bẩn nhiều sẽ tiêu hao khoảng 60 ml nước giặt, máy có đồ bẩn ít
thì sẽ tiêu hao khoảng 40ml nước giặt, tức nghĩa là chênh lệch nó khoảng là 20ml. Trong khi đó thì cùng với khối lượng là 5kg quần áo thì lượng nước xả là bằng nhau, là 30ml. Ok, để nhà máy giặt học Hải Triều phân tích cho các bạn. Đây, đối với máy có đồ bẩn nhiều thì máy tăng thêm nước giặt, tăng thêm cả thời gian giặt cho đến khi sạch. Còn đối với cả máy có đồ bẩn ít, đổ ít nước giặt hơn, thời gian kết thúc sớm hơn, tiết kiệm điện nước. Quá tuyệt vời. Tôi để ý là quý vị cứ hay đổ 2 đến 3 nắp nước giặt một lần. Bình thường đối với đồ bẩn nhiều nó cũng chỉ tiêu hao khoảng 60ml nước giặt thôi, tương đương với một nắp. Không chỉ giặt sạch mà nó còn tiết kiệm nữa. Nhà máy giặt học Hải Triều đã phân tích ngăn giặt xả tự động là không còn xa lạ gì trên thị trường nữa rồi. Khác với những hãng mà chỉ phân bổ theo khối lượng thì riêng máy giặt Samsung Bespoke AI là có cảm biến độ bẩn đấy, để phân chia nước giặt sao cho nó hợp lý. Nói chung là giặt sạch miễn bản luôn. Anh em chỉ cần cầm từ 8 triệu đồng là anh em có thể sở hữu được một chiếc máy giặt như thế này rồi. Và cái lựa chọn này nó sẽ hạn chế hơn đối với những thương hiệu khác. Test xong rồi thì chia sẻ tâm sự với anh em tí. Đây là cái áo mà tôi thích nhất, nhưng giờ đây nó đã thành giải lao, bởi vì giặt máy giặt ở nhà nhão quá rồi. Điều đấy sẽ không bao giờ xảy ra nếu như anh em sử dụng máy giặt Samsung Bespoke AI. Samsung họ đã tích hợp bộ đôi AI cảm biến độ bẩn và chất liệu sợi vải. Nếu như vải mỏng thì Bespoke AI sẽ tự động giảm tốc độ quay vắt của động cơ và bơm thêm vào thật nhiều bong bóng để vải của chúng ta trở nên sạch hơn mà không làm ảnh hưởng đến chất liệu của vải. Vải quá dày thì máy sẽ tăng thời gian xả để làm sạch những vết bẩn nằm sâu trong vải, và đặc biệt là sạch cả xà phòng nữa. Đấy là còn chưa kể máy giặt Samsung rất thân thiện với những người lớn tuổi và đặc biệt là những người không quá am hiểu về công nghệ. Lý do vì sao á? Nhìn đây này, hồng chữ tiếng Việt to, rõ ràng, sắc nét, nhìn vào là biết. Không phải mấy cái ma trận nút bấm là lỗi thì 5C, 4E, 404. Tôi nói thật, tôi nhìn mấy cái đấy tôi cũng chịu nói gì các vị phụ huynh. Không chỉ dễ dùng mà còn cực kỳ êm ái. Đây là âm thanh thực tế khi giặt đồ. Anh em nhìn đi, anh em nhìn cái ly nước này đi, anh em có nhìn thấy gì không ạ? Nó chỉ rung lắc nhẹ thôi. Với Bespoke AI thì Samsung họ đã trang bị công nghệ giặt siêu êm VRT Plus, có cảm biến phát hiện rung ồn, khiến cho máy chạy êm du kể cả khi đang vắt ở tốc độ cao. Và cuối cùng chúng ta hãy cùng nhau nhìn qua thiết kế của chiếc máy giặt Bespoke AI này. Đẹp hay không? Xin mời các bạn tự đánh giá. Còn riêng tôi thì tôi thấy đẹp. Bên cạnh những cái màu đen trắng truyền thống thì Samsung đúng với tinh thần của Bespoke, họ đã thêm vào đây những màu xanh. Nó là xanh Morning Blue, nhưng đây mới là cái đặc biệt này. Bạn thấy gì đấy? Kính cường lực chống va đập. Tiếng nghe giòn không ạ? Giòn chứ. Đấy, này, còn nữa này, bảo hành 20 năm động cơ digital inverter. 20 năm, tức nghĩa là các bạn có con cháu chắc chút chít chủ chịt đi học đại học rồi, máy vẫn không học. Và đó chính là trải nghiệm của tôi với chiếc máy giặt Samsung Bespoke AI. Smart, hiện đại, thiết kế đẹp. Và đến đây thì có lẽ là anh em cũng đã biết được rằng tiêu chí khi lựa chọn máy giặt của chúng ta là gì rồi, đúng không ạ? Tôi cũng thế. Ngày xưa khi bước vào cửa hàng thì cứ lúng ta lúng túng không biết chọn máy nào. Nhưng bây giờ chúng ta hãy hiên ngang, ngạo nghễ và tự tin đặt ngay cho mình một chiếc máy giặt Samsung Bespoke AI có ngăn giặt xả tự động theo độ bẩn. Một tính năng mà tôi nghĩ rằng gia đình nào cũng nên sở hữu. Còn bây giờ thì đã lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của AI và chuyện không của riêng ai. Bye bye.